Những cái trận đánh đầu tiên của chúng tôi đó, là có để lại một cái di sản hết sức là sâu sắc. Năm 64 trước khi trận đánh, không quân đó, chúng tôi đã bàn và người lái chúng tôi nói rằng đánh Mỹ rất khó. Cái thằng sừng sọ thế giới mình đánh với nó không phải dễ. Phải hy sinh và tổn thất nhiều. Vietnam is far away. We have no territory there, nor do we seek any. For what do the people of North Vietnam want? What they want, their neighbors also desire. Food for their hunger, health for their bodies, a chance to learn, progress for their country. This kind of a world will never be built by bombs or bullets. Thực ra chiến dịch Sấm Rền thì Tổng thống Johnson là người phát động từ ngày 2 tháng 3 năm 1965 đến 31 tháng 10 năm 68. Thì trong hơn 3 năm ấy thì có hàng triệu lần xuất kích và hơn 1.000 máy bay bị rơi. Cho nên tại sao Johnson nó gọi cái chiến dịch là Sấm Rền, tức là nó vọng rền từ xa, nó cứ từng bước một leo thang dần. Từ khu 4, phía Nam vĩ tuyến 20, phía Nam vĩ tuyến 17 đúng không? Nó cứ dần lên và nó leo thang dần thôi. Cái khu vực Thanh Hóa và cái địa hình từ ngoài Bắc vào đến Quảng Bình thì Thanh Hóa có một cái nút thắt, và muốn đi qua được các cái dòng vận tải vận chuyển của chúng ta đấy bằng đường bộ thì phải đi qua cầu Hàm Rồng. Kinh tế của chúng ta lúc đó nó rất thấp, cái tiềm lực thậm chí có người đã so sánh chỉ bằng 1/1000 cái tiềm lực kinh tế của Mỹ lúc đó. Nếu mà họ phá hoại được toàn bộ cái đó, họ ngăn chặn được cái dòng tiếp tế vào miền Nam thì đương nhiên là cách mạng miền Nam bị bóp chết. Hàm Rồng là một trong những điểm tắc lý tưởng nhất, bởi vì đây là cái cây cầu thép được xây dựng, nó có cả đường ô tô và đường xe lửa để vận chuyển để chuyển vào Nam. Và thời điểm đến thời điểm 65 đấy là cây cầu duy nhất bắc qua sông Mã. Cho nên tất cả những cái vận chuyển của chúng ta bằng đường bộ hầu hết đi qua cái cầu Hàm Rồng đấy. Và cái cầu đó nó là cái nơi mà Mỹ nhằm mục tiêu là phải tìm mọi cách để mà đánh sập, để ngăn chặn cái sự tiếp tế của chúng ta. Ngay từ khi hòa bình mới lập lại thì Bác Hồ và lãnh đạo của Việt Nam đã nhìn thấy có một cái tầm nhìn chiến lược trong cái việc phát triển những cái quân binh chủng kỹ thuật cho quân đội Việt Nam trong tương lai. Trong đó không quân là
một trong những cái lực lượng kỹ thuật rất quan trọng mà được Bác và lãnh đạo Việt Nam là rất quan tâm. Trước đó chúng ta chỉ có không quân vận tải và có thể có một số chiếc máy bay ném bom, nhưng không quân tiêm kích thì chúng ta chưa xây dựng được. Thì học ở đâu? Học ở Liên Xô, học ở Trung Quốc là hai nước chính, để về thành lập những cái đơn vị chiến đấu đầu tiên để chúng ta dần dần hình thành nên những cái phi đội, rồi xong thì hình thành nên những trung đoàn. Trung đoàn này tên gọi của nó là Trung đoàn 921. Nó còn có một cái phiên hiệu mật, tức là Trung đoàn Sao Đỏ, được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập vào năm 1964 ở bên Trung Quốc. Tôi sang học lái ở Trung Quốc á, là một đoàn bay. Một cái đoàn bay đó là từ năm 56 đến năm 64 về nước. 8 năm. Khi chọn ở nhà thì cũng rất là khó khăn đấy. Nhiều đồng chí, có thể là 100 người chỉ có được một người thôi. Thi công của ta ấy, nhỏ con hơn, giờ bay cũng ít. Và cái trình độ văn hóa ấy, cũng thấp. Ta là thường là công nông. Thế do đó cho nên là đồng chí Nguyễn Chí Thanh mới nói rằng là tuyển chọn 60 người phi công, 60 người phải vì một người và một người phải vì 60 người, phải cố gắng rèn luyện gắn kết với nhau để tạo ra được một cái sức mạnh. Phải nói là phi công Trung Quốc là thầy dạy của chúng mình, nhưng mà thầy thì được đánh giá trong chiến tranh Triều Tiên đó là thua phi công Mỹ. Thì Mỹ họ nói là cái tỷ lệ bắn rơi trong chiến tranh Triều Tiên của không quân Trung Quốc với không quân Mỹ là 7 đến 10 trên 1 nghiêng về phía Mỹ. Thì phi công Mỹ đến cái giai đoạn bắt đầu chiến dịch gọi là sấm rền thì giờ bay của họ là khoảng 2 đến 3.000 giờ. Nhưng phi công của ta ấy, thì bình quân giờ bay của họ chỉ khoảng hơn 200 đến 300 giờ. Còn người nào mà nhiều nhất thì cũng không đến 400 giờ. Thì không quân Mỹ đã có sau lưng mình 3 cuộc chiến. Và chiến tranh thế giới thứ nhất người ta đã tham gia, người ta đã tổng hợp. Chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Triều Tiên. Nhưng ta chưa có một cuộc chiến nào trên không cả. Đánh nhau trên bộ thì chúng ta đã có truyền thống, nhưng mà trên không thì chưa có. Thì tất cả những yếu tố đó nếu mà so sánh ra thì không ai có thể so sánh được. Lực lượng Mỹ toàn là những máy bay hiện đại. Nó ở cái loại số 1 của thế giới. Về mặt kỹ thuật của không quân ta là rất lạc hậu. Máy bay dưới lần âm tốc vẫn phải sử dụng pháo. Máy bay MiG-17 là nó ra đời vào cuối chiến tranh Triều Tiên. Thế thì đến năm 65 khi chiến tranh Việt Nam ấy, thì nó cũng đã là lạc hậu rồi. Cái trung đoàn không quân của chúng ta lúc đầu có hơn 30 chiếc rồi. Mà Mỹ ấy, nó tham gia chiến tranh ấy, thì chúng tôi tìm hiểu là ngay giai đoạn đầu nó là hàng nghìn chiếc tham gia để mà xuất kích. Một trong những cái lợi thế của ta ấy là có hệ thống chỉ huy mặt đất ngay tại chỗ. Việt Nam thời kỳ đó sử dụng cái radar, rồi là dùng cái radar đó mới phát tín hiệu về sở chỉ huy. Tín hiệu sở chỉ huy người ta mới dùng cái thước đó, người ta mới đo trên bản đồ cái vị trí của Mỹ ở đâu, vị trí của ta ở đâu bằng radar. Đội hình tấn công của Trung đoàn 921 gồm một biên đội 4 MiG-17 do Đại úy Trần Hanh làm biên đội trưởng số 1. 4 phi công này là được chọn để đánh ngày 4 tháng 4 vì ngày 3 tháng 4 chúng ta đánh thắng giòn giả. Trận 3 của anh Phạm Ngọc Lan ấy để lại một bài học rất lớn. Đó là cái bài học là phải tiếp cận gần địch và bắn thật gần địch và bắn thật chuẩn xác, bắn rơi tại chỗ. Thằng F-8 là không quân tiêm kích chuyên môn là đánh chặn với máy bay ta, tiêu diệt máy bay ta, không để bảo vệ đội hình của A-4. Còn A-4 là chuyên môn tập trung vào ném bom để tiêu diệt cầu hàng rong. Cái phân công của thằng Mỹ là nó như vậy. Thì như thế là mình đánh cái thằng F-8 á, là nó tiêu diệt mình, thì mình đối đầu, mình tiêu diệt nó trước để cho nó không còn bảo vệ được cái đội hình ném bom nữa. Có địch thì cái ý đồ đó là ý đồ tác chiến của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Chúng tôi biết chắc rằng cái đêm hôm ấy chúng tôi cũng trằn trọc lắm, không ngủ ngay được, vì biết rằng cái thế trận bất ngờ
anh Phạm Ngọc Lan đã giành được. Và trận chiến đấu ngày 4 chúng tôi cất cánh chắc chắn là sẽ ác liệt hơn, và địch sẽ dồn lực lượng để mà tấn công, mà đánh chúng tôi. Ngày 4 tháng 4 năm 1965, dưới sự chỉ huy của đại tá không quân Mỹ Robin Reisner, là một phi công rất nổi tiếng trong chiến tranh Triều Tiên, dẫn đầu đội hình với 48 máy bay cường kích F-105 cất cánh từ Thái Lan, gồm căn cứ Tách Ly và Cò Rạp. Lực lượng của các máy bay cường kích ngày hôm đó được trang bị đối với F-105D là 8 bom MK-117, đồng thời được hỗ trợ bởi 10 F-100 cất cánh từ Đà Nẵng. Các máy bay F-100 làm nhiệm vụ hỗ trợ trinh sát khí tượng, đánh chặn tiêm kích của Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cấp cứu. Khi mà 10 giờ là biên đội chúng tôi 4 người được vào cấp 1. Cấp 1 là phi công đã ngồi trên buồng lái và chuẩn bị để mà cất cánh. Và đúng 10 giờ 22 phút được lệnh cất cánh. Sau khi cất cánh xong ấy, tôi ra lệnh là 4 cái máy bay triển khai đội hình duyên mây, mà từ độ cao 150-200 mét xuyên qua 2 lớp mây lên đến độ 1000 mét ấy, nhìn thấy đội hình tề chỉnh. Ngày 4 tháng 4, biên đội xuất kích để chiến đấu ở Hàm Rồng gồm có 4 phi công theo cái sắp xếp cụ thể như sau. Số 1 là đại úy Trần Hành, lúc đó là đại đội trưởng. Số 2 là phi công Phạm Giấy. Số 3 là phi công Lê Minh Huân. Và số 4 là Trần Nguyên Năm. Ưu thế của đội hình 4 chiếc về mặt kỹ thuật thì nó là một cái đội hình chiến thuật cơ bản, do đó mà nó tạo ra được cái sự cơ động tốt, linh hoạt trong chiến đấu. Và khi gặp địch thì thường là nó tách ra làm 2 đôi, mỗi đôi 2 chiếc. Và từ cái 2 lớp mây đó thì biên đội Hành, Giấy, Huân, Năm của chúng tôi bay qua phía tây của Hà Nội, trông thấy sông Hồng, và cứ thế dọc theo cái triền núi của Trường Sơn mà bay vào phía nam. Đến gần cầu Đò Lèn thì tách ra bên trái đi ra hướng biển. Lúc đấy cũng chưa biết rằng sẽ bay vào đâu, nhưng biết rằng theo cái triền đó thì ở phía dãy núi Trường Sơn thì cứ bay về phía nam, và bay đến cái giai đoạn đó là trông thấy sông Mã và biết rằng đã vượt qua là cầu Hàm Rồng, và đến phía nam của cầu Hàm Rồng đó thì đã trông thấy ở hai cái đầu cầu Hàm Rồng đó, là hai cái gọi là hai cái vùng lửa lớn, chúng tôi gọi là chảo lửa. Bao giờ không quân đánh cũng phải ngoài cái chảo lửa đó, thì cả một cái chảo lửa vùng đó ở hai đầu Hàm Rồng đã đang bắn lên rất mãnh liệt, và biết ngay rằng F-105 của địch đang đánh xuống cầu Hàm Rồng, và đánh được mấy đợt rồi chứ không phải là đợt đầu tiên. Và khi kéo lên 3.500 thì đồng thời là liên tục thông báo của sở chỉ huy là mây đen phía trước 10 cây. Cái mây đen đó thể hiện là nó là máy bay Mỹ. Cái mây đen là cái mây tạo nên mưa, giông, sấm sét, nghĩa là cái thứ mây là như thế là người ta ghét. Vừa cải bằng ra thì thấy ở ngay bên trái cách độ khoảng 10 cây số. 4 máy bay của biên đội Dinh thiết lập ở phía nam khoảng chừng 15-16 km cách Hàm Rồng và ở trên phía bờ biển. Có nghĩa rằng các vòng chờ nằm ở trên biển và tiến hành theo là vòng trái. Để bay vào vòng chờ, về bản chất là họ giảm tốc độ để tiết kiệm nhiên liệu, để chờ đến lượt để lao vào công kích. Cái chiếc máy bay gần nhất là máy bay chỉ huy kéo lên một cái, chỉ cách có 5 cây số và nó rất gần. Thì lúc ấy là tôi lập tức ra lệnh phát hiện mục tiêu. Ra lệnh cái thì là vứt dầu phụ và lập tức là đẩy cái cửa dầu lên cao nhất.
và máy bay địch ấy, thì nó cũng vừa kéo lên thế này. Thì mình kéo vào một cái để cắt được cái bán kính. Riêng về cái động tác vào công kích thì cái từ chuyên môn của phi công gọi là động tác chiếm vị, tức là chiếm một cái vị trí có lợi ở phía trong của cái vòng lượn, và từ vị trí đó tiếp cận và đến 400 mét thì phi công Trần Hành đã bắn loạt đạn đầu tiên. Tốc độ lúc nó kéo lên rất nhỏ, cho nên mà cắt vào cái là rất là gọn. Sau khi cắt bán kính vào, cự ly á là rất tốt và ổn định điểm ngắm trùm lên cái máy bay F-105 của địch và đúng vào cái khoang lái của nó, thì nghiến răng bóp cò. Thì đầu máy bay phụt ra những cái lượng đạn pháo rất là lớn của ba cái khẩu đại pháo. Máy bay MiG-17 về cơ bản thì có ba khẩu pháo. Một khẩu pháo lớn 37mm ở phía bên phải có 40 phát đạn, và hai khẩu pháo cỡ 23mm ở bên trái, mỗi khẩu có 80 viên đạn. Tổng cộng là trên máy bay MiG-17 lúc bước vào trận chiến có 200 viên đạn. Phi công nào mà rất dày dạn kinh nghiệm thì bắn ra làm 4 loạt. Thì chúng ta biết rồi, đầu đạn lớn thì cái sức nặng của nó lớn, và với cái tốc độ đầu nòng thì nhỏ hơn, nhưng mà cái xung lực của viên đạn khi mà nó va vào mục tiêu nó mạnh. Và rất nhanh chóng ấy, nhìn thấy cái máy bay F-105 nó bị vỡ ra từng mảnh một, cháy bừng ở trên không. Và nó cứ thế nó cháy, nó rơi xuống thế này. Như thế là sướng quá, nó cái hồ ầm lên thế là cháy rồi. Ôi, vừa cháy rồi, vừa kéo lên thoát ly. Để mà nếu không thì đâm vào nó, thì máy bay được kéo vọt lên cả, vừa kéo vọt lên vừa cái nhìn ra phía đằng sau á, chỗ bắc cầu Vân Đồng, thì Lê Minh Huân và Trần Nguyên Nam đang quần nhau với F-105 địch. Nhìn trước nhìn sau á, thì tự nhiên phát hiện ra đằng sau á là hai cái đốm đen tiếp cận rất gần, biết ngay á đây là F-100, vì F-100 có trách nhiệm bảo vệ đội hình F-105. Trong không quân Mỹ gọi là MiG-CAP, có nghĩa là bay tuần để đánh chặn các tiêm kích MiG của chúng ta. Các máy bay này có nhiệm vụ tạo thành một cái hàng rào chắn ở phía bắc của mục tiêu, vì ở phía Mỹ dự kiến là các máy bay của chúng ta sẽ bay từ phía bắc vào Hàm Rồng. Biên đội MiG-CAP trong ngày hôm đó gồm 4 máy bay F-100D, trang bị mỗi một máy bay 4 quả tên lửa rắn đuôi kêu, còn gọi là Sidewinder, và 2 thùng dầu phụ. Vào cái thời gian của trận không chiến ngày 4 tháng 4 thì tất nhiên là tên lửa lúc đấy là cái đời B, chưa cải tiến nhiều. Nhìn chung thì tên lửa rắn đuôi kêu ấy, nó có trọng lượng trong khoảng 75-85kg. Cái bộ phận bắt bám mục tiêu là bằng tín hiệu hồng ngoại, do cái động cơ phản lực phát ra thì bao giờ nó cũng phát ra từ đuôi. Đặc biệt là nguồn nhiệt từ động cơ của máy bay đối phương bắt được bởi đầu tên lửa sẽ lập tức được cảm nhận và báo thành tín hiệu ở trong tai nghe của phi công. Sau khi ra khỏi cánh máy bay, giai đoạn đầu của vận động thường đi rích rắc một chút như một con rắn, cho đến khi bám tốt mục tiêu thì tên lửa bắt đầu ổn định quỹ đạo. Tên lửa rắn đuôi kêu vào lúc đó được quảng cáo là một tên lửa gần như bắn đâu trúng đó, và đã bắn là hạ đối phương. Cái bảo vệ tiêm kích của nó là rất nhanh, những cái thằng rất là sừng sỏ đấy, tiếp cận rất nhanh. Trông thấy là càng ngày nó, từ mới bắt đầu là cái điểm nó còn nhỏ thôi, càng ngày tiếp cận nó càng lớn dần rất nhanh. Thì phán đoán có khả năng sắp sửa đến cái thời kỳ cơ nó phóng tên lửa, thì lập tức làm một cái động tác gấp, ngửa ra xong kéo gấp thẳng xuống, kéo gấp đến nỗi mà văng cả hai cái càng, mà đã khóa rồi. Bao giờ khi không chiến cái là càng bao giờ cũng khóa chặt, thế mà kéo văng hai cái chân ra, người dán vào khoang lái thế này, và kéo với một cái gia tốc gấp của máy bay rất là lớn. Động tác cơ động của biên đội trưởng Trần Hành là động tác lật máy bay ở một góc, tôi cho rằng dưới 180 độ, và ngay lập tức kéo máy bay rất là siết và gắt xuống phía dưới để ngay lập tức thay đổi quỹ đạo và đồng thời thoát ra khỏi cái quỹ đạo bị tên lửa của đối phương bám. Thì kéo được 30 độ thì bắt đầu là thấy ở hai sát với cánh máy bay của MiG-17 á, hai cái luồng xanh lè bay vút vượt qua.
Thì lúc ấy là mừng quá bảo rắn đuôi kêu là không trúng rồi. Biên đội trưởng Trần Hanh là người đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam, và tôi tin cũng là một trong những người đầu tiên trên toàn thế giới đã tránh thành công tên lửa rắn đuôi kêu. Sau khi nó trượt ra một cái, nó kéo xuống thấp thế này, cải băng ra, thu chân lại thì thấy máy bay địch kia vụt qua, không còn ai bám đuôi nữa, và nhìn thấy số 2 cũng không thấy đâu cả. Khi mà tôi nghe được ở trên máy ghi âm đó thì tôi biết ngay là cái máy bay số 2, tức là đằng sau của anh Hanh, là bị bắn rơi. Không quân đánh trận đầu, chưa có kinh nghiệm gì về cái hiệp đồng giữa mặt đất và trên không. Và ngay trận đầu đó thì ngay bộ đội cao xạ ở dưới mặt đất ấy cũng không có thông báo rằng không quân sẽ xuất hiện. Trong trận chiến đấu ngày 4 tháng 4, cả hai phía đều dùng các máy bay màu bạc. Do đó cho nên là bộ đội cao xạ ở dưới đó cũng không phân biệt được máy bay ta, máy bay địch. Vì máy bay ta bay lên ấy cũng trông thấy cái đầu nhọn hoắt và hai cái cánh cũng xòe dài như thế này. Thế và kinh nghiệm của cao xạ cứ trông thấy cái đầu nhô ra và hai cái cánh xuất hiện một cái là ông mới ấn cò thôi và ông bắn thôi. Theo như tôi biết về sau này, anh Quân đã bắn rơi một cái chiếc máy bay Mỹ ở tại Sầm Sơn. Và sau đó, biên đội của số 3 và số 4 MiG-17 là Lê Minh Huân và Trần Nguyên Năm quay trở lại thì đã chạm trán với đội hình 4F-100 trong đội hình làm nhiệm vụ yểm trợ các hoạt động tìm cứu phi công. Thì họ bắt đầu gặp nhau ở trạng thái đối đầu. Theo phía Mỹ nói lại thì 4F-100 phát hiện ra các MiG của chúng ta ở bên trái đội hình. Có nghĩa là chúng ta tưởng tượng rằng MiG-F-100 bên trái đội hình, thì lập tức số 2 của biên đội là Don Kingus phát hiện ra MiG đầu tiên. Thì Don Kingus gọi biên đội cơ động, nhưng cũng đồng thời tại thời điểm đó các MiG-17 của Việt Nam gồm 2 chiếc, theo như tôi dự đoán là số 3 và số 4 đội hình MiG, cũng đồng thời cơ động vào để bám đuôi các F-100. Số 1 của đội hình F-100 thấy MiG-17 bám theo đằng sau, lập tức kêu Don Kingus cứu. Thì Don Kingus lập tức lật trở lại bám theo, bắn ra một loạt đạn dài, mục đích là để xua máy bay MiG-17 ra khỏi đuôi đang bám theo của số 1 F-100. Khi máy bay số MiG-17 bám theo số 1 của F-100 phát hiện đạn của Don Kingus phía đằng sau, thì anh lập tức lật phải và vòng xuống để tránh. Don Kingus vào thời điểm này cũng lật theo và đồng thời bật tăng lực để rút cự ly và bắn ở trong trạng thái là hai máy bay đều đang bổ nhào. Phi công Lê Minh Huân đã chọn cái động tác mà trong thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là vòng xoáy xuống. Nó lấy từ cái tiếng Anh là chữ spiral. Thế thì vòng xuống có cái ưu điểm là nó tăng tốc độ nhanh. Nhưng mà nó có một cái khó cho phi công là càng vòng thì nó càng xoáy, độ nghiêng nó càng lớn, cái bán kính vòng nó càng nhỏ dần. Như vậy cái tốc độ góc lớn nó không đạt được và chỉ trông vào cái sự tăng tốc độ thôi. MiG-17 tốc độ đã nhỏ, trọng lượng cũng nhẹ hơn và động cơ yếu hơn. Do đó tăng tốc để kéo dài khoảng cách thì không có nhiều ưu thế so với máy bay F-100 là máy bay siêu âm. Vào thời điểm đó thì máy bay MiG-17 của Trung đoàn 921 sử dụng vẫn là máy bay MiG-17 đời đầu, không có cái hệ thống tăng lực. Theo như phi công Mỹ mô tả thì máy bay MiG-17 của phi công Lê Minh Huân đã bị đạn pháo của F-100 bắn đứt một phần cánh đuôi. Và sau khi bắn xong loạt đạn này thì Don Kingus tốc độ đang rất lớn và giật mình hiểu rằng là gì, mình đang lao xuống phía dưới với tốc độ rất cao và bắt đầu động tác cải ra với một quá tải rất nặng tới mức là gần như kéo sát ở mặt biển để ra khỏi cái cú bổ nhào tốc độ lớn như vậy. Phía Mỹ thì nói là họ không bắn rơi máy bay của chúng ta, nhưng tại sao chúng ta lại có 3 phi công thiệt mạng, 3 phi công hy sinh?
thì tôi nghĩ chắc chắn là không phải là cả ba phi công đều hết dầu. Thì tôi tin rằng là cái ông phi công Mỹ, ông Kyrgios, ông đã báo cáo đúng là ông đã bắn rơi được cái máy bay, bắn trúng đuôi một cái máy bay MiG-17 của chúng ta ở ngoài ven biển. Và cái độ cao của cái máy bay so với mặt nước biển ấy, nó không đủ để cho chúng ta thoát ra được. Thì có thể cái máy bay nó rơi xuống mà ông ta bắn xong cái đó ông ta phải vọt ra, quay vòng ra, cho nên không kiểm chứng được là cái máy bay có rơi hay không. Thì ông ta báo cáo là do trời mù, thì cái đấy là tôi thấy cái điều đó là thực tế. Không riêng cá nhân tôi mà không quân nhân dân Việt Nam thì không có nhiều thông tin về cái phần sau của trận không chiến, cho nên là chỉ xác định rằng phi công Lê Minh Huân đã tiếp tục chiến đấu rất là dũng cảm với các máy bay Mỹ và sau đó hy sinh. Đồng chí Lê Minh Huân thì đã được ghi nhận chiến công và được truy tặng danh hiệu anh hùng. Lúc ấy là đồng hồ la bàn ấy bị gãy trục, dầu á sắp hết. Lập tức là biết rằng cái giai đoạn này là mình phải nhanh chóng thoát ly khỏi chiến đấu. Và lập tức là cứ hướng tây vòng rừng núi, cứ thế lao xuống theo cái các cái triền núi bay về phía tây. Bay một quãng nữa thì dầu cũng hết, không liên lạc được gì với nhà cả. Quyết định hạ cánh bụng, và hạ cánh bụng thành công ở bản Kè Tạp. Những cái trận đánh đầu tiên của chúng tôi đó, là có để lại một cái di sản hết sức là sâu sắc. Cái đầu tiên đó là MiG-17, và không quân của nhân dân Việt Nam của ta hoàn toàn có thể đánh thắng không quân đế quốc Mỹ. Đấy là một cái kết luận rất quan trọng. Tại sao Việt Nam trận đầu là đánh thắng ngay được? Chính là ở cái cách đánh của Việt Nam. Cách đánh ở Việt Nam mà bác nói đấy, các chú muốn đánh thắng Mỹ, các chú phải là du kích và đặc công ở trên không. Không phải chỉ Bác Hồ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần nào xuống dự với không quân, Đại tướng nhắc một điều là phải bí mật bất ngờ. Cái máy bay chính ra ấy, là Mỹ rất coi thường MiG-17. Nhưng còn mắt mũi, những cái máy bay cổ lỗ sĩ và rất chậm chạp như rùa. Và tham mưu trưởng không quân Mỹ đã nói rằng là F-105 đã bị MiG-17 chọc tiếp. Vì lần đầu tiên không quân được trang bị MiG-17, mà cũng có phải là ta sản xuất đâu, cũng phải do Liên Xô qua đường Trung Quốc, ta tiếp nhận từ Trung Quốc và sau đó từ đó về. Cho nên là về một cái tài sản hết sức quý báu của cái tình quốc tế, hữu nghị quốc tế. Chúng ta bảo vệ được cầu, Mỹ tìm mọi cách không đánh phá được cầu thì nó nâng lên thành cái biểu tượng là đây là một cái như là một cái phép thử giữa một bên là cái ý chí chiến đấu của con người với những cái tinh thần dũng cảm, mặc dù phương tiện vũ khí trang bị không hiện đại nhưng đã giữ vững được cái con cầu, cái cây cầu đó, với một bên là Mỹ có lực lượng không quân, thậm chí là cả hải quân rất là hùng mạnh mà rất là hiện đại, nhưng Mỹ không tài nào Mỹ phá được con cầu đó, cây cầu đó. Trận đánh đó diễn ra chúng tôi cho rằng là cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mở mặt trận trên không thắng lợi. Vui thì có vui, nhưng mà anh em vẫn nói là tại sao đồng chí Trần Anh vui như vậy, bắn rơi máy bay địch như thế mà thấy vẫn buồn. Mà như thế tôi phải nói rằng là tôi vẫn buồn vì tôi nhớ tới đồng đội của tôi. 3 đồng chí, 4 máy bay cất cánh mà 3 đồng chí không về. Một phi công đào tạo rất là khó khăn, mà cái tinh thần chiến đấu của cái phi đội này ấy, là được chọn, và những cái anh này ấy, phải nói là những người rất tốt. Hy sinh người nào là cả không quân đều rớt nước mắt ấy. Nhưng mà cái cuộc chiến tranh nó phải thế, cũng phải có cái hy sinh mới có cái chiến thắng được. Đồng chí Phạm Giấy ấy, là người con của Quảng Bình, là người số 2 của tôi. Và đồng chí á, là anh em nó gọi như là cái người chị ở trong phi đội. Vì đồng chí này á, là
nó rất là khéo léo tay chân. Tất cả quần áo rách là đồng chí Phạm Giấy khâu vá cho hết. Thế còn đồng chí Lê Minh Huân là một đồng chí, phải nói là chí số 3 của tôi đấy, là người con của Thanh Hóa, người con Quảng Xương, là một đồng chí rất là linh hoạt, rất là thông minh, bay lúc nào cũng là bay giỏi, chiến đấu cũng là chiến đấu giỏi. Thế còn Trần Nguyên Năm ấy là người con của Nghệ An, cũng rất trẻ. Và kỹ thuật bay á, khi mà bay về đến Việt Nam ấy, thì đồng chí này còn chưa bay được cái khí tượng phức tạp, chưa biết xuyên mây. Thế nhưng mà anh em kèm cặp về sau bay được xuyên mây, bay được động tác chiến đấu, là đưa vào trong đội hình chiến đấu được. Và đồng chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mà cái hồi đó, đó là những con người thanh niên, cũng là thế hệ trẻ, nhưng họ mang trong mình một cái lòng yêu nước, một cái quyết tâm chiến đấu, một cái sự xả thân, mà không nghĩ gì nhiều về bản thân mình. Đấy, đúng như cái câu nói là mình vì mọi người, hồi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ về mỗi cái mục tiêu là làm sao để đánh thắng. Thì có hai cái điều mà thanh niên ngày nay cần phải học, đó là cái sự nghị lực, cái quyết tâm của cái thế hệ cha anh đi trước, và cái thứ hai ấy, là cái tính sáng tạo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả những hoàn cảnh rất khó khăn. Cái truyền thống của Việt Nam ấy, là một cái truyền thống cách mạng, một cái truyền thống là dũng cảm, bất khuất. Và một cái truyền thống nữa là tổ tiên ta để lại, một cái truyền thống mưu trí linh hoạt trong chiến đấu. Lý do để trở thành phi công ấy, là do yêu cầu của cái nhiệm vụ của đất nước và của quân ủy trung ương đặt ra, là đất nước ta phải có phi công, phải có không quân, và không quân đó phải là không quân tiêm kích, tiêu diệt được máy bay địch, bảo vệ bầu trời trong xanh của Tổ quốc.
cáo biên đội trưởng. Mây mù 10/10. Phía trước đo lèn, triển khai đội hình xuyên mây. Các nghe đội hình địch.
đi trong tầm ngắm số 4, yểm trợ tôi. Switches hot. Numb for right. Fighting formation. Các số nghe rõ báo cáo. Dầu gần hết, xin phép hạ cánh khẩn cấp. Báo cáo, chuẩn bị hạ cánh bộ.